Tháng 1 năm nay, Việt Nam là điểm đến của 13 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách lưu trú. Doanh thu du lịch đạt khoảng 46.000 tỷ đồng. Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh hay Bà Rịa Vũng Tàu, thì Tây Ninh lọt vào danh sách các điểm đến hút khách hàng đầu cả nước trong dịp đầu xuân Quý Mão với 1,5 triệu lượt khách. Sự bứt phá của du lịch Tây Ninh là nhờ những sản phẩm du lịch văn hóa đổi mới, sáng tạo. Núi Bà Đen cao 986 mét, nơi có chùa Bà 300 năm tuổi gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu ở lưng chừng núi. Nhờ tuyến cáp treo mới, chỉ mất 5 phút, du khách đã có thể chiêm ngưỡng đỉnh núi Bà Đen, được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, đặc biệt là tượng Phật Bà bằng đồng trên núi cao nhất châu Á. Hồi năm trước là tôi có lên đây nhưng điều phong cảnh ở đây là không bằng như năm nay. Năm nay là rất là đẹp và nó có một cái linh thiêng lạ lắm. Thật ra đây cũng là một cái gọi là nóc nhà của miền Nam mình thì ai cũng biết. Thì em cảm thấy là phong cảnh của mình rất là đẹp và mình cũng có một cái niềm tự hào khi mình có một cái nơi để đến. Nét đặc sắc văn hóa nghệ thuật Nam Bộ được ngành văn hóa địa phương gìn giữ và phát huy qua nhiều chương trình biểu diễn đậm hương sắc Tây Ninh như múa Khmer, nhạc ngũ âm hay trống chay đăm. Điệu múa trống độc đáo của dân tộc Khmer được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhờ những sản phẩm mới mẻ, từ mùng 1 đến rằm tháng Giêng, khu du lịch núi quốc gia núi Bà Đen đã thu hút tới 1,5 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch văn hóa được xác định là hướng đi chủ lực của Tây Ninh. Đầu tư tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen với cái tuyến cáp treo và các cái lễ hội thì chúng tôi rất là tin tưởng với sự đầu tư đấy sẽ là một cái cú hích và thu hút được khách du lịch về ngày càng đông hơn. Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, đóng góp trên 10% vào tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh.